với mong muốn tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Tháng 10 vừa qua, huyện Ba Chẹ đã tổ chức lớp truyền dạy nghề thêu cho các học viên là chị em phụ nữ tại hai xã Nam Sơn và Đồn Đạc nhằm khôi phục và phát huy nghề thêu truyền thống của người Dao. Sau khoảng một tháng, các chị em đã có thể thêu thành thạo các sản phẩm với hoa văn đặc sắc, thể hiện nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình. Các sản phẩm này không chỉ phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày, mà tới đây sẽ được trưng bày tại các điểm du lịch trong và ngoài địa bàn, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Tôi cảm thấy rất vui khi được tham gia lớp dạy thêu vì đã góp phần khôi phục nghề truyền thống, bảo tồn nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, đồng thời giới thiệu tới du khách về sản phẩm thủ công do chính tay mình làm ra. Công việc này còn tạo việc làm, mang lại thu nhập cho chị em chúng tôi, nên chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Bên cạnh đó, việc truyền dạy, khôi phục các nghi lễ dân gian đã tạo nên hoạt động văn hóa tín ngưỡng đặc sắc như múa, nhảy lửa, múa rùa, trò chơi vật chày của dân tộc Dao Thanh Phán, xã Đồn Đạc. Không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Dao, mà còn phục vụ phát triển du lịch của địa phương. Chúng tôi tập trung vận động tuyên truyền nhân dân, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, bảo tồn văn hóa, phát huy những nét đẹp truyền thống của văn hóa người Dao, và tương lai sẽ là những cái sản phẩm du lịch trải nghiệm trên địa bàn huyện Ba Chẹ. Trên cơ sở phát huy các tiềm năng thế mạnh về cảnh đẹp tự nhiên và truyền thống văn hóa đặc sắc, huyện Ba Chẹ đang đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa tín ngưỡng tâm linh nhằm thực hiện mục tiêu phát triển 2 tuyến, 3 điểm du lịch. Thực hiện đề án phát triển du lịch của huyện Ba Chẹ giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030 thì xác định một số nhiệm vụ trong thời gian tới là nâng chất các lễ hội truyền thống trên địa bàn như lễ hội Đình Làng Dạ, lễ hội Đình Đồng Chức, lễ hội Lồng Tồng và mở rộng quy mô của các lễ hội như lễ hội Miếu Ông Miếu Bà, hội trà hoa vàng và đặc biệt là duy trì cái lễ hội Bàn Vương, lễ hội về thờ ông tổ Bàn Vương của người Dao một năm một lần, tiếp tục duy trì phục dựng các nghi lễ truyền thống đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn như người Dao, người Tày, người Sán Chỉ, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của 4 xã phía tây của huyện như Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh, Thanh Lâm trở thành sân sau của khu du lịch sinh thái Safari Hạ Long, phát triển và mở rộng các trang trại trồng cây dược liệu như trang trại trồng cây trà hoa vàng, bạc cái tím và các cây dược liệu khác để trở thành cái sản phẩm du lịch đặc biệt về phát triển nông nghiệp của huyện. Việc quan tâm đầu tư khôi phục, bảo tồn, trùng tu tôn tạo và phát huy các tiềm năng thế mạnh, các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể sẽ góp phần thúc đẩy du lịch huyện Ba Chẹ phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành du lịch Quảng Ninh.